Vẽ cái tia nước xong rồi tô vô, gắn thêm hai cái cẳng tay hai bên, viền một vòng xong rồi thêm miệng thêm mắt. Ông chắc nhìn cũng hơi hơi sợ rồi đó. Để nhìn kinh dị hơn nữa thì vẽ dấu sao rồi móc móc mấy cái cho ra cái mạng nhện, quẹo thêm mấy đường tạo thành cái khung nữa là xong. Halloween mà không có biến ngô thì nói chung là cũng được, nhưng mà tại thích cho nên vẽ vô. Giả bộ chừa bóng chừa highlight rồi đó, chuyên nghiệp nói đi. Không quên đi viền lại nhưng mà từ từ thôi nha, gấp như trong clip rồi bể hết quay lại đổ thừa đi. Kiểu này sử dụng cho mấy ô ghi chú dạng liệt kê là hết bài, mà kiểu sợ người ta nhìn vô không biết đây là cái danh sách cho nên đánh số 1, 2, 3 nhấn nhá thêm màu luôn. Ai giờ ai chỉ đặt cái câu gì không có chấm phẩy, nói chuyện hụt hơi quá nè. Giả bộ đánh lạc hướng vậy thôi chứ tại tôi nhanh quá, bây giờ mô tả theo không kịp. Vẽ thêm khung cái kiểu rung rung nối lại cho vào báo tường cũng hợp. Bữa nay đi gội đầu dưỡng sinh không quên dụ cho trong tiệm bình chọn cho Di bằng cách vào trang Di, bấm vào đường in đậm kéo xuống chọn một lifestyle, bình chọn cho Khai Di 21070 lần, và nhớ bấm theo dõi để coi mai Di quậy gì nhé.